chào tất cả mọi người, lại là Lily đây. Hôm nay Lily sẽ quay một clip make up, nhưng không phải make up bình thường mà là vừa make up vừa ăn mì. Rồi chúng ta bắt đầu. Make up xong rồi nhưng vẫn chưa ăn hết được tô mì. Vẫn còn một